Minh Minh ơi, dậy chưa? Lúc này đang còn sớm, 6 giờ hơn một chút. Ngày mới, ngày cuối tuần thứ bảy. Lúc này đường phố vẫn đang còn thưa thớt người đi. Yến Vui xin chào tất cả mọi người. Ngày mới em chúc tất cả bà con luôn vui khỏe. Cùng em thăm Huế. Nhưng chuyển sang ngày mới hoạt động từ sớm đó. Đây là những tuyến đường phố Huế sáng nay, khu vực phường An. Đường phố mà nơi có chợ đông đúc thì giờ này bà con đang sửa soạn, cũng kinh doanh từ sáng từ sớm rồi. Chợ Trường An đây bà con. Đang còn sớm sủa tranh thủ mua sắm. Trước giờ đi làm đó, nhiều người chọn cách đi chợ sớm. Trước khi đi làm về nấu nướng chưa đỡ nắng ấy. Rồi đồ nó tươi nữa. Huế ngày hôm nay ngày 24 tháng 8 năm 2024, vẫn tuyệt trời, nhiệt độ từ 36 đến 35 độ C, nắng nóng mọi người. Hàng hóa ngày mới thì tươi rồng tươi rạ. Cái nghề mua bán là cái nghề giờ rất là thất thường nhất. Hàng chờ thì phải kinh doanh từ sớm, mong bạn hết hàng sớm mà về sớm, còn ngày nào mà muộn thì về muộn, hết muộn về muộn. Hãy
là tàu nó cũng mới. Chờ trên hàng này có rất là nhiều lỗi muốn bạn. Đó, theo ca gà vịt đang còn nằm trên xe đó. Ngon rau tươi. Nhiều tuyến phố phục vụ chờ sáng. Thức ăn hàng uống đủ các kiểu. Chế lăng viên những đường phố. Không gian buổi sáng của bà con bên ly nước trà trò chuyện à, đây phòng khám này sợ mình chưa rồi, phòng khám chưa mở cửa mà con đến nhận số đó đó, đau ốm bệnh tật đi khám sớm. Đường lớn đường nhỏ tại khu vực Tương An. Đây là đường Đào Tấn. Các ngày hôm nay đi thăm một buổi chợ sớm. Khi mà bà con đang thức dậy, đường phố bắt đầu dần dần, bà con mọi người ra đường làm ăn kinh doanh, sinh hoạt ngày mới, thì cảnh quan như vậy đó bà con. Đây là đường Đặng Huy Trử này. Nhìn góc cà phê buổi sớm.
heo quay sợm chưa? Heo sữa quay. Về dọc suối dốc đường Trần Phú, đường Trần Phú thì khu vực bên này là thuộc phường Phước Bình thôi. Đó, nhẹ nhàng về buổi sáng ngày mới, hôm nay cũng là ngày cuối tuần thứ bảy nữa thì chắc là mọi người ra đường cũng buồn hơn. Hôm nay có gần 6 giờ rưỡi cho mọi người. Quảng xa còn đóng cửa. Chúng ta đang qua thêm một khu vực học chờ nữa của hai phương, bên kia Trường An thì đấy là Phước Vĩnh. Đường xuống chờ là xuống dốc. Đó, cũng bánh hàng hóa trái cây các kiểu, bánh lọc, bánh mì, bắp cải sẵn. Bắp ngô sẵn coi. Hàm Nghi, những đường nhỏ nhưng mà nhìn rất là khang trang. Bây giờ nhà ở bà con sửa soạn lại, thay đổi lần lần, đời sống ngày ngày nâng cao. Có những tuyến đường nhà cửa khang trang, nhìn phố phường nó hình ảnh nó đẹp đó mọi người, hiện đại. Thì phải có tòa nhà đây là kiến trúc của Pháp này, có đang sơn quẹt bảo tồn lại, vụ làm công việc gì đó. Đó, đúng kiến trúc của Pháp năm xưa luôn, ô cửa. Rồi kiến trúc của đó, cà phê ngày mới là có khách. Mày o mày gì đi thể dục về là ngồi cà phê giải khát từ sớm à. Đi sớm hơn nữa thì có những hình ảnh khác nữa tại thành phố Huế. Ngày nay cũng ở nhiều nơi, nhiều địa điểm, công viên, nhiều nơi để bà con
đi bộ thể dục. Cũng như hoạt động trên phố ngày mới cũng như từ sớm. Đây em đang đứng trước mặt nhà thờ Chánh Tòa Phú Cám. Có đường Hồng Nghi, còn bên đối diện là đường Đoàn Thủy Thinh. Đó, những thông tin lớn chùa nhà thờ ở về thì rất là nhiều. Ngày hôm nay cuối tuần là thánh đường mở cửa thì cho người tín đồ làm lễ đi lễ. Ngã ba, ngã tư, nơi nào có kinh doanh làm ăn học chờ cả. Đây là đường Trần Phú, nơi cuối đường đó thì có cái trường đại học Phú Xuân. Mùa này bắt đầu cả em học sinh sinh viên mùa nhập học đó. Khu vực phía tây của thành phố, đường nào cũng có dốc cả, lên dốc xuống dốc bà con. Trên phố rất nhiều ngõ kiệt, đông dân cư sinh sống. Nơi nào có chờ bà con. Nơi nào có chờ.
sau đây là khu vực ngã ba đường ngang qua chùa Tư Đàm, đường Sức Liệu Quảng, chùa Tư Đàm. Điện Biên Phủ. Đó, như thế nào ngày mới về hôm nay ngày 24 tháng 8 năm 2024, thời tiết đây dự báo hệ cũng từ 26 đến 35 độ C nha bà con. Thế cũng đang tăng cường ngày nắng nóng. Dạ, hy vọng mọi người được xem về cùng em vui. Em sẽ còn tiếp tục gửi đến bà con những hình ảnh về Huế trong những tập tiếp theo. Còn bây giờ em vui xin kết thúc video. Thì xem mọi người không quên những like, đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi nhiều video mới em cập nhật về Huế. Dạ, yeah, một lần nữa em kính chúc tất cả bà con mình luôn luôn dồi dào sức khỏe, bình an. Thì tôi xin chào và hẹn gặp lại mọi người.